dưỡng đo ren cong của hãng Vokeo, thì là bộ như mình đang để trên bàn đây là bộ này. Và bộ này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bản thân là nó có 7 cây, bởi vì thông thường là một bộ tarot từ M3 đến M12 thì mình sẽ có 7 cây. Vì thế nó sẽ có 7 cái dưỡng đo để bạn kiểm tra xem là quá trình bản tarot cái lỗ nó có đạt tiêu chuẩn hay chưa, hay là nó đã ok chưa. Thay vì mình đo bằng cái dưỡng đo ren thì thông thường là các bạn sẽ có cái dưỡng đo ren, những cái dưỡng đo ren thì bạn sẽ khó đưa vào trong cái lỗ. Cho nên là đối với ren trong thì người ta sẽ sử dụng cái này để người ta kiểm tra xem các cái bước của mình làm thực hiện nó, thì cái kết quả là cái ren nó ok hay không. Thì họ đóng gói trong hộp giấy như vậy, mình bỏ hộp giấy ra rồi mở ra thì nó như vậy. Mình sẽ đi nhanh vào nội dung của nó, thì mình sẽ cố gắng né tránh các cái kiến thức liên quan đến hàn lâm về ren. Bởi vì ren thì nó có quá nhiều kiến thức liên quan đến ren, bởi vì đôi khi các bạn thấy một cái cây như thế này nó có rất là nhiều kiểu ren, bước ren, chuẩn ren, đỉnh ren, mũ ren, rồi tất cả các thứ thông tin liên quan kiến thức về ren thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà mình ở đây mình hiểu đơn giản thôi, mình sẽ cố gắng đơn giản mọi thứ. Tức là bạn tưởng tượng, tức là khi ở bàn tarot bạn dùng các cái cây tarot như thế này. Đó, bàn tarot cái lỗ. Cái lỗ xong nó bạn mới dùng để bạn bắt cái bu lông vào cái lỗ. Thì bạn muốn biết được là bạn cái việc bạn làm ren đấy nó đã ok hay chưa, thì người ta mới sinh ra, chế tạo ra một cái bộ gọi là bộ dưỡng hay là bộ thước đo ren. Thì là cái cây này mình lấy cây lớn nhất thôi, dễ nhìn về mắt mình kém quá. Cây lớn nhất là các bạn dễ nhìn thì bạn sẽ thấy là cái cây sau khi bạn tarot xong thì bạn sẽ dùng cái đầu này bạn mới vặn vào trong cái lỗ ren á, cái lỗ mà bạn mới tarot á, tarot bằng cái cây kia kìa. Thì thông thường nó sẽ kiểu nó như thế này này. Ở đây là cái vòng, là vòng ở đây có cái đầu ren và ren ngoài, ren trong, và đây là dưỡng đo cho ren ngoài. Chứ bạn tưởng tượng nó cái lỗ, mình hình dung cái lỗ thôi. Thì cái lỗ như này bạn tarot xong thì bạn biết xem là kiểm tra xem nó đã đạt được đến tiêu chuẩn ok chưa, nó tức là nó đã sẵn sàng cho việc sử dụng hay chưa, hay là mình phải tiếp tục tarot tiếp theo nhiều công đoạn gì đó thì nó sẽ đạt được tiêu chuẩn đó. Thì cái cây này nó có mục đích đó. Cái cây này bạn giúp cho bạn đo, thì cái quá trình bạn tarot thì bạn sẽ sử dụng cái đầu, nó có hai đầu, và cho thấy nó có hai đầu ở đây. Cây này dẹt nó không mài vắt mép bên đây đi, cái này để bạn lăn nó dễ này. Thì bạn thấy nó có hai đầu như thế này, một đầu bạn thấy nó là họ đánh dấu đỏ và một đầu là dấu đen. Cái đai đen này, đầu đỏ, mình hay chú ý vào đầu đỏ này. Thì đầu đỏ bạn sẽ thấy ở đây, và nếu mà phóng lớn lên một tí xíu đó, bạn sẽ thấy là cái bước ren, là cái đỉnh ren của nó phẳng hơn. Thế còn một đầu bên đây thì là cái đỉnh ren của nó gai, cái gai ren của nó nhọn hơn. Tất nhiên ở đây là ở một cái tiêu chuẩn ISO quy ước, với mỗi một tiêu chuẩn khác nhau thì có thể đỉnh ren và mũ ren nó, hay là cái chân ren nó sẽ khác nhau. Cho nên là mình hãy nói vào ở góc hẹp này thôi, nói rộng ra quá là nó sẽ hỏng việc. Thế thì khi chúng ta vặn cái này vào bên trong này thì cái đầu này, người ta cái đầu màu đỏ này, màu đèn giống như đèn xanh đèn đỏ đó, màu đỏ này là no go, thì nó bên đây là sẽ là go và bên đây là no go. Thì bạn hiểu đơn giản là no go tức là không đi được, tức là không cho qua, hay là không được phép đi qua. Thì không đi qua thì có nghĩa tôi làm lại, thì có nghĩa là bạn tưởng tượng là khi mà bạn vặn cái này mà nó còn vào được thì có nghĩa là cái ren của mình nó chưa đạt được, hoặc là nó cựng, hoặc là bạn thấy nó vẫn còn rất là cứng, thì có nghĩa là cái ren lỗ bên trong bạn làm chưa được đó. Rồi khi bạn làm bạn vặn cái này ok rồi, bạn tarot tiếp cho đến một giới hạn nào đó, bạn thử sang đến đầu bên đây, bạn thấy bạn thử ở đây mà bạn vặn nó trôi chảy ngọt ngào, mà nó không có lỏng ấy, trôi chảy ngọt ngào từ bên đây qua bên đây mà bạn thấy nó trôi chảy ngọt ngào, thì lúc bây giờ cái ren của mình đã là ok. Thì nó sẽ bên đây nó sẽ là go và bên đây là no go. Bên đây go có nghĩa là ok, mày được phép đi, được cho qua. Thì đó chính là cái ý nghĩa đơn giản của nó là như vậy. Thì đối với anh em thợ thì có lẽ là mình cũng cần biết đến như thế là ok rồi. Còn nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta chế tạo các cái chi tiết máy, hoặc là bạn tạo ra các chi tiết máy, thì các bạn có thể đào sâu hơn một chút xíu về go, no go, hay về các cái kiểu ren. Thì bên mình cũng có rất là nhiều tài liệu về liên quan đến ren, thì anh em nào cần thì mình sẽ cung cấp để cho anh em có thể nghiên cứu. Đặc biệt là các bạn sinh viên mà làm đề tài về cơ khí chẳng hạn, thế thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình gửi cho cái kiến thức về ren. Thì trên thế giới có một vài hãng, khoảng chắc cơ chừng mình nghĩ có khoảng chừng chục hãng gì đấy có uy tín về ren, và họ làm rất lâu đời về ren, thì họ viết rất là chi tiết về ren. Mình cũng có đọc nó cũng rất là dễ tẩu hỏa nhập ma. Đó, thì đối với bộ dưỡng đo ren này á,
cái chuẩn đó gen này ấy, thì bạn thấy là có 7 cây nó giống tương ứng xứng với lại là khi bạn mua một cái bộ tarot mà tarot đen trong á, thì thông thường nó cũng có 7 cây là vậy, thì tương ứng với 7 size, 7 kích thước khác nhau. Thì mỗi một cái mà làm xong bạn lên có một cái đầu để bạn đo để xem nó có đúng hay không. Đấy là trong trường hợp anh em chế tạo các cái chi tiết máy hoặc là các hoặc là sửa chữa các cái chi tiết máy mà nó có giá trị. Trong trường hợp mà chúng ta làm mới hoàn toàn nó đơn giản thôi, giá trị của một cái sản phẩm bán ra có thể nó hoặc là lợi ích nó đem lại nó không đáng để chúng ta phải đi mua một đầu tư một bộ này thì chúng ta cũng không cần. Như vậy thì cái bộ này là dùng cho những người mang tính chất gọi là chuyên nghiệp và họ có những yêu cầu rất là cao về kỹ thuật thì chúng ta sẽ sử dụng bộ này. Nó cũng tương ứng 7 cây từ M3 đến M12. Đó là lý do. Bạn hiểu đỏ là không được, đỏ là không cho qua, đỏ là no go. Còn phía đầu kia nó sẽ là go, tức là bạn thử nó ok thì mình có nghĩa là go. Để thôi. Thì bộ này có mã hàng của nó sẽ là 16026. Cái mã của Vokel. Thì trên website của mình cũng có dịch khá là tương chi tiết thì các bạn có thể vào trong đó và các bạn kiểm tra thêm, đọc thêm, tham khảo thêm, xin lỗi. Ok. 7 cây. Hộp rất là đẹp và nó có các cái đồ để nó giữ lại để các bạn di chuyển. Đó. Rất đẹp.